Sau dàn người mẫu Việt Nam Net Top Model, hàng loạt gương mặt bước ra từ The Face Việt Nam đã ghi danh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ 2017. Vào phút chót, người mẫu Khánh Ngọc bất ngờ xác nhận việc tham dự Hoa hậu Hoàng Vũ 2017. Trước đó, người đẹp đã từng đặt giải đồng cuộc thi siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2016, cô đến với The Face mùa đầu tiên và là một trong những thí sinh của đội Hồ Ngọc Hà. Trúng Huyền Thành, học trò của Hồ Ngọc Hà tại The Face 2016 đã chính thức ghi danh tại đấu trường sắc đẹp này. Người đẹp này từng lọt top 3 của The Face. Cô khiến nhiều người khá bất ngờ với ngoại hình mới đã được cải thiện rất nhiều so với khi tham gia The Face. Được biết, Huyền Thanh đã từng tham gia Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam năm 2015 nhưng chưa đạt được kết quả như mong đợi. Xuất thân từ đội Lan Khuê tại The Face 2016, người đẹp Bảo Ngọc tên thật là Lê Thị Ngọc Úc cũng dự thi Hoa hậu Hoàng Vũ. Sở hữu chiều cao ấn tượng cùng kinh nghiệm trình diễn lâu năm của mình, Bảo Ngọc là một gương mặt sáng giá, nhưng được sự đánh giá cao từ người hâm mộ. Trình Thị Mỹ Duyên, học trò Lan Khuê tại gương mặt thương hiệu 2017, đã xác nhận việc dự thi Hoa hậu Hoàng Vũ. Đây là lần thứ hai Mỹ Duyên đến với đấu trường Hoa hậu Hoàng Vũ sau khi dừng chân ở vòng chung kết năm 2015. Người đẹp cũng đã từng lọt vào top 10 Hoa hậu biển Việt Nam 2016. Năm nay, Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 thu hút rất nhiều nhân tố nổi bật của làng giải trí.